Nước Úc này là một cái tỉnh thứ 60 69 hả? À 64, 64. Thấy không? Đây nè. Cái đó gọi là cái tỉnh thứ 64 của Việt Nam, thấy không? Mình có 63 tỉnh thành đúng không? Đây là tỉnh thứ 64. Thì lại là có nghĩa rằng là đi đâu cũng là tiếng Việt không à. Có nghĩa là cái này là cái tỉnh thứ 64 của Việt Nam. Việt Nam qua xâm chiếm nước Úc rồi, còn tiếng Việt không? Bây giờ nói tiếng Anh là không ai hiểu, nói tiếng Việt thì hiểu. Nó cây này, quá trời luôn. Em. Này giống như cái bông bọc đó các bạn. Thơm, bông thơm kìa. Cho bác ăn cháu luôn. Giống tôi không? Từ nhỏ tôi muốn xíu nữa. Đây là Việt Nam à. Việt Nam được vậy không? Sau một thời gian rồi phát triển ra đẹp như vậy chứ ai chê Việt Nam không? Sao cái bông này đó. Thấy không? Đây. Đố quý vị tìm được một người nói tiếng Anh ở đây, tiếng Việt không thôi. Hello quý vị. Hôm nay á em lại vô gia cư. Mà em tìm được một cái nơi đó rất đáng sống cái cuộc đời vô gia cư, là cái cảnh nó rất là đẹp quý vị. Đây là ở Mount Wilson, mà người Việt mình đó, ai số qua đây đó, là cũng check in cái chỗ này hả quý vị. Bây giờ em quay cảnh cho quý vị coi. Bây giờ làm ít cái video kiếm kiếm cơm hả quý vị. Bây giờ đây bây giờ cho lại coi cảnh ở đây nào, đẹp lắm. Quay lại mới sống ha, nên là mình phải ủa vậy hả? Có người biết mình hết à? chưa bây giờ mới quay thôi, ở đây không có, đây không có sống, phải làm là gì cái video thôi à? À trời, có người biết luôn, đây người Việt không à? Xung quanh là toàn người Việt không quý vị? Đây cảnh một cái khu vườn ở Mount Wilson. Nếu mà từ Sydney mà chạy lên đây này đó, khoảng 2 tiếng, đi lên cái đường Blue Mountain đó, thì đây cảnh rất là đẹp quý vị. Đó, cho quý vị coi ha, cảnh đây đẹp, cây núi đỏ. Tôi vô đây tôi nghĩ là tôi lạc vô đây là hình như là cái xứ này là giống như là cái xứ Việt Nam luôn, toàn tiếng Việt không quý vị. Hình như là đây là một cái chỗ favorite cho người Việt Nam chụp hình. Đây coi. Đây. Đi coi dòng nhá. Hả? Trời mấy cô Việt Nam đẹp lắm, áo đẹp lắm, áo quần đẹp lắm. Đây. Bật lại quý vị thấy không? Nhỏ nhỏ thôi, trong này nó yên tĩnh lắm. Đó, sao sông kêu lưng rồi đó thấy không? Đẹp tuyệt vời luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cây lá đẹp nữa, một phần là do người Việt Nam tới đây chụp hình. Tôi quay trong vòng đẹp lắm. Vì thấy không? Đó, xung quanh cái đó, nhiều lắm. Đây là một cái vườn, nó gọi là vườn Nauru, cái chữ là N-O-O, rồi chữ A-O-O, nó là Nauru. Tôi nghĩ cái này là nhân tạo trong một cái khu rừng rồi, nhưng mà trồng thêm nhiều cây lắm, thấy không? Đó, nghe rõ không quý vị? Đây. Đẹp, đẹp không quý vị? Đấy. Qua gặp ha, qua gặp ha, không có đâu. Không, cái vườn này đẹp là nhờ có mấy sự hiện diện của mấy chị, chứ không phải là cây này lá. Nhờ có mấy chị vô làm đẹp thêm cái vườn nữa. Hình như khu này người Việt không hả? Này ở Việt Nam phải không chị? Ở này ở Việt Nam mà phải không? Thấy y chang Việt Nam, đâu có tiếng Anh đâu, tiếng Việt không à? À mấy chị muốn chọc tôi quá vị. Đấy. Rồi đi vòng hả quý vị? Bây giờ đi vòng coi ha. Cái này mà phân lô bán nền là hết sảy quý vị ơi. Đi đâu tôi cũng có cái cách là làm ăn hết á. Đây. Giờ tôi bật lại cho coi ha quý vị. Đây. Cái này là phân lô bán nền là hết sảy luôn. Xong rồi tôi up lên cho quý vị coi. Đấy. Đẹp không? Chỉ một điều tôi không thích ở đây là con ruồi. Nó không có cái trật tự, nó không có luật lệ hết á. Nó bay tầm lum hết á. Cái mùa nắng lên cái là ruồi. Ở đây mà đi picnic là hết sảy quý vị. Có nghĩa là mình tới đây đưa vợ con lên đây ha. Trải cái miếng cái thảm ra, đúng không quý vị? Xong rồi bắt đầu mình ngồi mình ăn. Một cái điều nữa mà tôi buồn cười là tôi vô cái chỗ này tốn hết 10 đồng. Tốn 10 đồng xong mà tôi hỏi là có cái gì ăn uống không? Mấy bà nói không. Chỗ này dành cho những người làm picnic thôi à. Bà có đứa con gái bán cà phê mà nó cũng nghỉ luôn à. Nên là mình phải đem theo đồ ăn. Đó, lên đây, đẹp. Mình nó nhỏ nhỏ thôi ha. Nó to quá. Đây người ta đang yên tĩnh mà. Người ta không có muốn bị quấy rầy quý vị. Đây cho coi cái cảnh. Quay lại nè. Coi đẹp lắm luôn. Đây chụp hình lên mạng là hết sảy luôn. Cái này là check in chỗ này lên mạng hết sảy luôn. Bây giờ để em bể camera xuống để em tạo dáng cho quý vị coi ha. Kèn cái là nãy giờ mình quên ha quý vị. Đấy, mình quên là mình để cái chức năng là xoay. Đây.
đây chẳng hạn như là tạo đó, đằng này nè đó, chẳng hạn như gì nè, đứng ha, cái bụng em hơi bự xíu, đừng nhìn bụng nha, bắt đầu tạo dáng nghiêng bên này ha, rồi nghiêng bên kia đúng không, xong rồi check in này, check bên kia đó, đại khái gì đó. Rồi ok, tôi tạo dáng, cái nãy là tôi tạo dáng mà tôi không có gắn cái microphone, nghe nhỏ nhỏ không đó, coi cảnh nè, cây xanh dễ sợ luôn. Một cái đặc biệt là dưới Sydney bây giờ là 30-31 độ ha, 32 độ ha, mà trên này khoảng có 22 độ à, trên núi mà Mount Wilson đẹp lắm, mấy cái cây maple của Nhật nè, còn cây này tôi không biết cây tên gì luôn, không biết cái tên gì, nó là cái bông á mà thơm, cũng hơi thơm thơm, nó bằng vàng đó. Đây. Đây. Trời ơi, đó. Hoa kia ở trên tường ha. Gì giống như là thơm quá vậy. Đây đây, đó không? Đó, check in đó, ngừng nắng đó ha. Check in đó. Quân đó, check in đó, thấy không? Ai coi như là hoa và quân trương là ai đua coi như hoa gì, hoa ghen thua thắm mà liễu hờn kém xanh đó. Nói xong tôi tự ho luôn. Chị không nói. Nghe gọi là bị trời phạt các vị. Đấy. Đây. Đó, thấy không? Cái này mà tôi khoác vô một cái áo đầm ha, tôi tạo dáng như hai cô kia là hết sảy các vị, thấy không? Đó. Khiếp ha các vị. Một cái vườn thế này là 17 à, hơn coi như là 17.5 à hect. Không, acre. Vậy là cỡ khoảng 10 mẫu ha quý vị. Phải không ta? 17.5 hectare, quý vị đổi ra bao nhiêu? Hình như là 10 mẫu đó, đẹp lắm. Một cái điều đặc biệt là toàn người Việt không? Tôi nghe tiếng Việt không? Tôi tạm cảm giác như tôi đang ở Việt Nam. Đó, picnic ha, mấy người ngồi bên kia nè. Đẹp. Đẹp. Wow, đẹp không? Đây. Cái này hình như ta đang trồng thêm mấy cây maple của Nhật á, màu đỏ. Đó. Nha. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Đó. Ồ đẹp quá. Đó, cái cây đó. Quay bên này. Đó, người ta ngồi trải thảm xuống, người ta ngồi, người ta picnic. Yeah. Rồi. Cũng đáng quý vị, chỉ có 10 đô la cho một người vào đây, thấy cũng đáng. Đẹp ha. Khí hậu nó mát mát ha. Nó thoải mái cái chỗ là nó mát mát, nó làm cho mình dễ chịu quá. Nguyên một tuần làm cực á, nguyên là mình giống như mình cảm thấy như mình khu đau á, đẹp lắm. Điều lắm. Rộng lắm, tới 17.5 x luôn mà. Rồi. Rừng ha, cái cây này quá to luôn. Tôi đã đúng không? Tiếng Việt không? Mọi nơi, mọi chỗ tiếng Việt. Đó. Trời, cái quay lại cái cây thông cho coi nè. Đây. Không có quay vô đâu mà sợ. Cậu quay ngược lại cậu thôi à. Dạ. Yeah. Em và cháu tôi ở Việt Nam có chơi, dẫn đi chơi vòng vòng. Đây, cái cây nè. Maple nè. Quá trời đẹp luôn. Đó. Đẹp không? Cao quá, cái thùng này chắc cao lắm. Này chắc cũng phải là 50 thước hơn. Cao lắm nè, cho coi. Đó. Chỉ có một điều là mùa này nó hơi bị kêu bằng cái từ là bị ruồi, cái con ruồi nó bay. Nhưng mà Úc nó có cái mũ, nó có cái những cái cục á. Quý vị thấy bữa nào tôi lấy cái mũ đó đeo cho để đuổi cái ruồi. Nó vui lắm. Đấy. Đấy. Đây thoáng thấy những cái tà áo dài quý vị. Đi chỗ khác chơi với con ruồi này. Đây. Thấy không? Ngồi làm
tôi không nói, là tôi để cho quý vị nghe những cái âm điệu, không, những cái giọng nói quê hương ngay đất Úc ha quý vị. Trời ơi, bông này, bông với hoa nè. Sáng nay quất hết một viên dơ thạch rồi đó, để bắt đầu mới lên đại đường đó quý vị. Đẹp không? Thấy tà áo quê hương đó vì rõ không đấy, nhiều lắm, cái này tới 17.5 ác lần mà. Nó pha lẫn giữa những cái màu rất là đẹp, màu vàng, màu đỏ, rồi bên này những cái cây thì màu xanh ha, xanh mướt luôn giữa cái cây màu đỏ đó, rồi tự nhiên nó qua cái cây màu xanh không vậy, những màu nó phối màu rất là đẹp đó. Cái mà nó phối cái màu đó, giống như cái người mà làm cái vườn này nè, họ phối cái màu cái cây rất là đẹp, dài lắm, còn nhiều nữa. Giờ để tôi qua chỗ này ha, cho mình coi chút này. Mấy chị ở Việt Nam qua hồi Úc vậy chị? Ủa vậy hả? Em của Việt Nam cũng mới qua. Đẹp quá trời luôn. Dạ. Cái này đáng lẽ là một cái đồ, cái portable toilet phải không chị? Để cho tay đó làm. Nhưng mà người miếng cô này đó là phát minh ra đó là khác. Cái công dụng đó, là đem theo cái này để thay đồ xong chụp rồi đó, nó bay mất. Là có nghĩa là mình chui đây. Có đứa ông là phải cầm cái này phải không? Để xong rồi mình để mình đây là cho người coi rõ thấy không? Đơn giản lắm. Đâu cần phải ra xe chi cho cực, cầm thế này thôi là chui vô đây. Thấy không? Hay không? Đó, vô đây thôi. Té ra thằng Tây nó chế cái này ra để đếp portable toilet, nhưng mà qua tay người Việt á là thành ra cái đồ. Shower, toilet, change room, whatever. Ủa vậy hả? Nhưng mà qua người Việt mình á là chỉ làm đẹp. À, hay quý vị. Đấy là một trong những cái mà người Việt mình luôn luôn có sáng tạo. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Đây là chị Ngọc Anh và những chị ở Sydney. Đây. Rồi, ok quý vị, dẫn quý vị trên vòng nữa. Cảm ơn mấy chị nhiều. Rồi. Không mà quý vị thấy là con gái ở không, để quảng cáo xíu, người phụ nữ ở Sydney đẹp thiệt chị ha. Đó, không, chị đoán thử là đây 17 tuổi, khoảng là 15 16 không phải không? 15 và 16. Để nắng nó đẹp đó. Đó. Cái này là chắc cũng mới 15 đó, cái cô áo vàng đó là mới 15 quý vị. Bởi vì áo tím 13 tuổi. Đây, áo tím này mới là 13, còn kia chắc cũng 16 ha. Trong tới đó cũng 17. Rồi, cái này là gọi là đúng cái từ là U50. Có tin nổi không? U50 đó, có tin nổi hay không? Không tin được. Đúng là cái từ mà ông Nguyễn Du, cụ Nguyễn Du có nói là hoa cái gì? Hoa ghen thua thắm mà liễu hờn kém xanh là đây đó quý vị. Đây. Rồi cảm ơn mấy chị nhiều nha. Dạ, yeah, bye bye chị. Dạ. You too. Okay. Thấy không? Ở đây sướng không? Wow. Mình tự làm đẹp cho mình thôi. Cái điểm mà gọi là để làm cái shower đi camping đó, mà thành ra là cái đồ thay get change, cái đồ gọi changing room đó quý vị. Đẹp. Đẹp quý vị. Rồi, ok. Thông minh người Việt mình quá là thông minh quý vị. Thông minh thiệt. Đẹp. Cái này là hình như là một cái đất của người tư nhân á, xong rồi họ mới đầu tư vô. Bởi họ lấy vé 10 đồng. Dạ. Yeah. Chấm này cực lắm á. Là từ cái cây tới những cái cỏ. Tưới thì thấy cái hệ thống tưới mà để cho nó đâu chực. Đây là giống như du lịch sinh sinh thái ha. Dạ. Rồi chúc chị đi qua Úc chơi vui vẻ. Dạ. Cây này cao. Dạ, em cũng qua Úc, em cũng Việt Nam, qua Úc mà em qua lâu rồi, 23 năm rồi. Nhưng mà lần đầu tiên tới đây. Dạ. Em quấy này chơi cho vui trước. Dạ. Ủa vậy hả? Wow, lâu rồi. Vậy em còn mới hơn. Dạ. Vô đây xanh mướt luôn.
xanh 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 mướt luôn, quá trời xanh luôn, đẹp. Gió thổi hiu hiu, nhiệt độ có 20 mấy rồi quý vị, 22 đấy. Rồi đây nè, thì thấy cái bồn hoa đẹp không, nó rủ xuống ha. Rồi sau lưng mấy cái hoa, hoa đỏ đây này, đẹp lắm, thấy không, đẹp. Nước Úc này là một cái tỉnh thứ 69 nè, 64, thấy không, đây nè, cái đó gọi là cái tỉnh thứ 64 của Việt Nam, không, mình có 63 tỉnh thành đâu, đây là tỉnh thứ 64, không, thì lại là có nghĩa rằng là đi đâu cũng là tiếng Việt không à, có nghĩa là cái này là cái tỉnh thứ 64 của Việt Nam, à. Việt Nam qua xâm chiếm nước Úc rồi, toàn tiếng Việt không, bây giờ nói tiếng Anh là không, đây không ai hiểu, nói tiếng Việt thì hiểu, nó cây nè, quá trời luôn, đẹp không, đó. Này giống như cái bông bọc quá cơ, thơm, bông là thơm kìa, không, come on, here, con quay phó cho bác, thằng cháu của tôi, đó, giống tôi không, tôi nhỏ tôi còn giống xíu nữa, đó, đây là Việt Nam à, Việt Nam được vậy không, sau một thời gian rồi phát triển ra đẹp như vậy chứ ai chê Việt Nam đâu, Việt Nam, đây là Việt Nam, đây, quay lên này đó, đó cho cái bông này đó, thấy không, đây, đố quý vị tìm được một người nói tiếng Anh ở đây, tiếng Việt không thôi. Tôi đi đúng chỗ luôn. Hình như đây là cái chuồng cu nè quý vị. Giống như cái chuồng cu vậy đó, phải không ta? Cái gì giống cái gì? Tự nhiên có cái này, xong có cái lỗ ha, chim nó vô ở.